sau cơn bão Yagi đổ bộ kéo theo lũ lụt miền Bắc khiến tôi nhớ lại năm Đại Hồng Thủy 1971, miền Bắc thiệt mạng về người không đến xuể. Ở Sài Gòn, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng có ba nhân vật lớn ra đi vĩnh viễn. Lý do họ qua đời là gì? Họ làm gì mà tài sản không đếm xuể, quyền lực không ai bằng? Cuộc đời họ để lại giá trị gì mà dân chúng lại kính nể đến thế? Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Văn Tiến đã trở thành những cái tên gắn bó với một thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa đầy biến động. Mời quý vị khán giả cùng kênh tìm hiểu về ba nhân vật này. Nhân vật thứ nhất đó là một tướng Việt Nam Cộng Hòa tên là Nguyễn Văn Phước. Nguyễn Văn Phước sinh vào tháng 7 năm 1926 trong một gia đình điền chủ tại Mỹ Tho, Định Tường, phía miền Nam Việt Nam. Ông mất năm 1971 trong lúc làm nhiệm vụ, cấp bậc cuối cùng là chuẩn tướng. Sau khi nhập ngũ, ông đã tham gia khóa học hạ sĩ quan. Đây không phải là một khóa học đơn giản, nó đòi hỏi sự cống hiến quên thân, chăm chỉ ngày đêm và rất nhiều nỗ lực. Ra trường ông đã được phong cấp bậc trung sĩ và phục vụ trong đơn vị bộ binh. Vào năm 1949, ông được thăng cấp và chuyển qua phục vụ trong quân đội Liên Hiệp Pháp. Đây là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp quân sự của ông. Học xong, ngày 25 tháng 6 năm 1951, ông tốt nghiệp và được phong thiếu úy và được giao nhiệm vụ làm sĩ quan an ninh trong một tiểu đoàn khinh quân, đóng quân tại miền Bắc Việt Nam. Đến tháng 6 năm 1952, ông được thăng cấp trung úy và chuyển sang làm tiểu đoàn phó quân đoàn 13. Thời điểm này, ông Phước rất biết chứng tỏ khả năng của mình. Đến giữa năm 1953, ông được thăng cấp đại úy và giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Sơn Cước số 9. Vào năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7, ông được thăng cấp thiếu tá và được bổ sung làm trưởng phòng 2 đệ nhất quân khu dưới sự huy động chỉ của Đại tá Trần Văn Minh. Vào tháng 11 năm 1955, ông đã được đảm nhiệm chức vụ trưởng khối an ninh quân đội để phục vụ trong Bộ Tổng Tham mưu sau khi cái tên Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Ông được lên cấp trung tá tại nhiệm vào khoảng đầu năm 1957. Sau đó lần lượt là các vị trí trưởng phòng 2 tại Bộ Tổng Tham mưu thay thế Trung tá Trang Văn Chính, Đại tá, quyền Giám đốc Nha An ninh quân đội tại Bộ Tổng Tham mưu thay thế Thiếu tướng Nguyễn Văn Quan, quyền Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh thay thế Thiếu tướng Đặng Văn Quang, phụ tá tình báo cho Tư lệnh Quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật do Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh làm Tư lệnh Quân đoàn. Trong thời gian đó, ông được cử đi khám phá và quan sát nhiều quốc gia ở Á Châu như Philippines, Trung Hoa Dân Quốc, Đại Hàn và Nhật Bản. Thực sự là một cơ hội tuyệt vời đối với ông. Tôi tin rằng những chuyến du hành này không chỉ giúp ông mở rộng tầm nhìn mà còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và cái nhìn sâu sắc về văn hóa và xã hội của từng quốc gia. Ông Phước có một tổ ấm gia đình rất hạnh phúc và có 8 người con. Vợ của ông là bà Lê Thị Hạnh sinh năm 1926 và bà mới mất năm 2019, đã được 5 năm cho tới nay. Tuy nhiên ông trời đâu cho ai tất cả. Vào cái năm 1971 lịch sử, khi ông đang thực hiện nhiệm vụ bay về thị sát chiến trường, ông đã bị tai nạn sự cố không mong muốn trên trực thăng ở sông Hậu Giang vào lúc 4 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm 1971. Xót thương cho một vị tướng tài giỏi đã rời xa vùng đất quê hương thân thương khi ở độ tuổi 45. Vào ngày 22 tháng 5, tang lễ được cử hành tôn nghiêm với nghi lễ quân cách của một tướng lãnh. Đám tang của ông được an táng tại Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa. Hiện ngôi mộ của ông đã được thân nhân xây sửa lại và vẫn còn nằm tại đó. Thông tin về ông thật sự rất ít. Nếu quý vị khán giả ai biết thêm gì về ông, hãy để lại đóng góp ở bình luận nhé. Kênh rất hân hạnh nhận được sự đóng góp từ toàn thể quý đồng bào gần xa. Nhân vật thứ hai đó là thương gia Nguyễn Văn Hảo. Ông sinh năm 1890 tại ấp Long Thuận, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông Nguyễn Văn Hảo là một trong những thương gia giàu có nhất ở Sài Gòn những năm trước 1975. Tài sản ông không đếm xuể. Vậy mà, sau năm 1975, con cháu của ông bị lâm vào nghèo túng, khốn khổ. Thương gia Nguyễn Văn Hảo xuất thân trong một gia đình làm nông. Cha ông đã ba đời vợ, ông Hảo là con thứ ba của người vợ thứ ba. Người anh cùng cha khác mẹ của ông Hảo là chủ một cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô trên đường Nguyễn An Ninh. Khi anh của Hảo cần người phụ giúp, ông liền xin phép cha để lên Sài Gòn làm việc cùng anh trai. Đó thực sự là một quyết định đánh dấu bước nhảy vọt quan trọng trong cuộc đời của ông. Những ngày đầu ở Sài Gòn, ông Hảo bắt đầu công việc phụ giúp buôn bán phụ tùng. Mãi đến năm 1929, ông đã đưa vợ lên Sài Gòn cùng làm việc và sinh được con trai đầu lòng. Sau khi tích lũy một số vốn liếng và được sự đồng ý của anh trai, ông đã mở xào bán phụ tùng xe hơi của riêng mình ở số 21 đến 23 đường Galini,
nay là đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Cái cửa hiệu mà ông thuê chính là nhà của gia đình chú Hòa, một trong những người giàu có nhất Sài Gòn. Nhiều người nói có khi do vía làm ăn của chú Hòa để lại mà ông cũng nhận không ít lộc lá. Cùng với việc buôn bán phụ tùng xe hơi, ông còn mở thêm một cây xăng bơm tay để kinh doanh thêm dầu, nhớt. Thời đó, số lượng cây xăng ở Sài Gòn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên tôi chắc chắn rằng may mắn của ông một phần thì chín phần còn lại là sự nhạy bén vốn có. Những năm 1930, ở miền Nam, miền Tây, rầm rộ các hãng xe đò mọc lên để chở khách, phục vụ nhu cầu đi lại thời đó. Các tiệm mua bán phụ tùng xe hơi của ông bán đúng giá, lại ở vị trí đắc địa, cách chợ Bến Thành vài bước chân nên rất đông khách, nhân viên làm không hết việc. Các cửa hiệu sửa xe của người Pháp trong khu vực đó hoàn toàn không có cửa so với ông. Sau này, khi cửa hàng phát triển mạnh, vợ ông lại có duyên kinh doanh, chịu thương chịu khó nên ông giao lại toàn quyền quản lý. Ông cũng trả lại căn nhà của chú Hòa mà mua đất và xây thêm một căn nằm ở bốn mặt tiền đường. Tòa nhà có diện tích 800m², gạch bông và kiến trúc đều do người Pháp xây dựng và chuyển vật liệu từ Pháp sang. Nhà ông có hồ bơi và có gắn cả thang máy. Đến khoảng năm 1940, ông gom vốn nhập xe hơi nguyên chiếc về bán ở Sài Gòn. Những thương hiệu xe hơi mà ông Hảo nhập về đa số là các dòng đắt đỏ cho giới thượng lưu như Fiat Lancia, NAT. Ông Nguyễn Văn Hảo được đà cũng mua đất xây dựng nhà hát mang tên ông để thỏa thú vui mê cải lương. Nhà hát này một thời sầm uất được coi là thánh đường của giới cải lương, có sức chứa hơn 1.200 khách. Năm 1971, thương gia Nguyễn Văn Hảo đã mất ở Sài Gòn. Ông được gia đình an táng ở Càng Long trong ngôi nhà mà gia đình xây sẵn từ năm 1940. Tuy nhiên, sau năm 1975 mọi thứ đã thay đổi. Những tài sản lớn của ông Hảo từ nhà hát, hương nhà bốn mặt tiền, gara đến cây sầu đều bị tịch thu bởi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Những biến cố đó đã ảnh hưởng sâu rộng đến gia đình ông. Hiện tại, con cháu của ông mỗi người theo đuổi những nghề nghiệp khác nhau, chủ yếu là lao động chân tay. Hiện tại họ đang sống tại hai tầng lầu của nhà bốn mặt tiền ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tầng tòa nhà đã được nhà nước quản lý và cho thuê kinh doanh nên các cháu ông phải ra vào qua một cổng nhỏ ở đường Ký Con, một vị trí đất vàng ngày nay. Nhìn lại, mọi đồ đồ có giá trị trong căn nhà trước đây hầu như đều đã được bán ra để chi tiêu trong giai đoạn khó khăn. Đó là một chuyển mình đầy thử thách và biến động, từ một cuộc sống sung túc sang thời kỳ phải đối mặt với những khó khăn ập tới bất ngờ. Năm 1971 không chỉ là đại nạn của miền Bắc, mà cũng là cột mốc tang thương trong gia đình ông. Thiếu trụ cột, thiếu người cầm cân thì tiền vàng cả núi cũng không thể nào đủ. Nhân vật thứ ba đó là nhà cách mạng Nguyễn Văn Tiến. Ông Nguyễn Văn Tiến sinh ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1908. Ông lớn lên tại làng Phú Đức, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ông Tiến tuy chỉ được giáo dục ở trường làng nhưng ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện tinh thần cách mạng. Ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, ông Nguyễn Văn Tiến gia nhập An Nam Cộng đảng và bắt đầu hoạt động ở quận Tam Bình. Đến tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông đã cùng với ông Nguyễn Văn Nhung xây dựng cơ sở đảng ở Kinh Ngang. Tới tháng 9 năm 1930, ông được bổ sung làm bí thư chi bộ Cái Ngang. Do thực dân Pháp tấn công quá dữ dội nên vào khoảng tháng 4, tỉnh ủy Vĩnh Long bị vỡ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Nhung bị Pháp bắt. Đầu tháng 6, cơ quan tỉnh ủy Vĩnh Long ở ngã ba Cần Thơ, nay thuộc phường 2, thành phố Vĩnh Long, bị Pháp lần nữa vây quét. Ông cùng phần lớn các tỉnh ủy viên bị Pháp bắt giữ. Sau khi ra tù vào năm 1933, ông tiếp tục hoạt động ở quận Cà Mau, Bạc Liêu và được bầu làm tỉnh ủy viên tỉnh Bạc Liêu vào năm 1936. Thời gian sau, ông lại bị bắt và lưu trú ở Tà Lài, Biên Hòa. Sau khi Nhật đảo chính Pháp tháng 3 năm 1945, ông và nhiều đồng chí đã trở về Long Xuyên. Tháng 10 năm 1945, ông rời khỏi chức vụ bí thư tỉnh ủy nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch tỉnh cho đến năm 1948. Một hành trình đầy gian nan, trắc trở cho đến khi ông tập kết ra Bắc và làm việc tại Bộ Lao động, Bộ Công nghiệp, giữ chức năng trưởng nghiệp vụ Bộ Công nghiệp sau Hiệp định Geneva năm 1954 thì ông nghỉ hưu và qua đời tại Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 1971, hưởng thọ 63 tuổi. Ông là một trong những người may mắn thoát khỏi trận Đại Hồng Thủy vào tháng 8 năm 1971. Trận bão đã làm hơn 500 người thiệt mạng, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng nặng. Dù may mắn thoát bão nhưng ông vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của sinh mệnh. Ông ra đi để lại nhiều nuối tiếc.
những năm cống hiến của ông thật đáng trân trọng và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn biết thêm thông tin về ba nhân vật trên, đừng ngần ngại đóng góp cho kênh và Khán cùng biết nhé. Đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký để đón xem thêm nhiều video mới. Xin hẹn gặp lại!